Thế giới Lăng Châu, nơi hai tộc người và Vũ trú ngụ. 100 năm trước, hai tộc không ngừng chinh chiến, khói lửa liên miên, sinh linh lầm than. Cuối cùng, hoàng đế tộc người và tộc Vũ ký kết khế ước ngừng chiến. Hai bên giao ước giữ vững thế giới Lăng Châu mãi mãi hòa bình, cân bằng lực lượng song phương, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc mức cao nhất. Một trăm năm sau, phu nhân sắp sanh rồi. Dùng sức, tráng thêm chút nữa. Tráng lên phu nhân. Phu nhân, mạnh lên chút nữa. Mạnh chút. Mạnh. Ngươi như vậy đối với ta, ba bốn mươi. Chúc mừng phu nhân là một bé gái. Quệ Trúc, chạy, đuổi theo. Đưa đứa bé cho ta, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Ngươi đừng hòng. Công chúa, cô sao cùng là muốn phu quân của tôi, hay là vì đứa trẻ này? Có cái gì khác biệt hả? Nếu là vì phu quân của tôi, tôi không ngại nói ra vài câu thật lòng với cô. Ngày đó Tinh Tú các từ biệt, tướng quân đối với cô chưa từng vong tình. Chỉ bởi vì cô là công chúa tộc người, thân phận cao quý vô cùng, tướng quân tự biết không thể nào sánh bằng, mới miễn cưỡng tìm đến nơi tôi, cô gái thôn quê, sống hết quãng đời. Sống hết quãng đời. Sống hết quãng đời hay lắm. Thậm chí còn sinh con rồi. Mùi không cần nói với ta, quân càng hiểu cổ hơn mùi. Hôm nay cô ta không giành được đứa trẻ, cô ta tuyệt đối không chịu để yên. Ngươi vẫn là hiểu rõ ta. Được, lên cho ta. Dân, giành lấy đứa trẻ cho ta. Duệ Trúc, Duệ Trúc, chăm sóc tốt con của chúng ta. Duệ Trúc,
cơ khu. Quỳnh thả chết. Tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta nhất định phải có được đứa trẻ đó. Hoa thần tinh lưu cách 100 năm giáng xuống nhân gian một lần, mang lại cho thế giới Lan Châu hoa tinh lưu trăm năm không tan. Các quý tộc trưởng thành, tộc người Vũ ăn phấn hoa tinh lưu, sau này sẽ có thể mọc cánh bay. Lần này hoa thần tinh lưu có thể nương nhờ vào thân thể người và con của Duệ Trúc, chắc chắn là số phận đã định. Sư phụ, đã là thiên ý không thể làm trái, đệ tử bảo gan khẩn cầu sư phụ có thể cứu lấy con gái của con không ạ? À? Hoặc là giao nó cho một người tốt. Đứng lên. Không phải là sư phụ không chịu giúp con. Tự thụ tạo đến nay, thế giới Lan Châu hại tộc người Vũ tranh chấp không ngừng. Tinh thần cá có thể vì thân phận phải vì thần bảo hộ, đứng giữa điều đình cùng thiết lập học viện, đặc biệt không dễ. Đệ tử hiểu. Bạch Tuyết độc ác với người, đệ tử quyết không gì việc riêng của mình mà hại đến sư phụ, còn có tinh thần cá. Để ta đang nghĩ cách khác. Đệ tử đã nghĩ ra cách rồi. Khẩn xin sư phụ ban cho đệ tử tu Võng Đan. Sau khi uống tu Võng Đan, hình dạng sẽ thay đổi. Trong thế gian từ đây không tồn tại cơ khu. 18 năm sau, Xuất tố, người trở về rồi. Linh Nhi, cách xa 2 năm, không biết đã cao lớn bao nhiêu rồi. Tinh thần cát học nghiệp nặng nhọc, sinh nhật năm nay của Quynh, mùa lại không thể ở bên cạnh Quynh. Tinh thần cát khắp chốn quan du, Quynh ân hận chưa hái được đầu đỏ em thích. Bây giờ tặng một thanh đao thanh giang để muội muội phòng thân lúc có dịp. Quynh đình quân. Cái gì đây? Đâu có ai tặng đao cho con gái chứ. Đầu đỏ là lễ vật tương tư mà. Cuối cùng là có hiểu ý mình không đây? Sự hòa bình của hai tộc cho đến nay chỉ có 100 năm. Ta tin ấn trì với tư cách chủ của tinh thần cát này, nguyện dốc tận lực cả đời tiếp tục ổn định hòa bình của Lan Châu. Hôm nay là ngày mỗi năm một lần thất tinh làm nghi thức cầu phúc giữa tộc người và tộc Vũ, lựa chọn 2 người đại diện lên đài đấu võ. Người giành được chiến thắng sẽ có tư cách lên đốt đèn thất tinh. Phía dưới có thái tử tộc người Tự Đình Quân. Hoàng đế tộc Vũ Phong Thiên Vật, Thiên Nhan Vật, Thiên Nhan Vật. Đã là phải bảo vệ hòa bình, vì sao phải đấu võ nữa? Dụng ý của sư phụ con không hiểu. Phía dưới đông người đấu dài đường võ công quyền thuật, chung quy vẫn là không được lên trên đài. Hoàng đế tộc Vũ và thái tử tộc người, nếu thật sự cần so tài cao thấp, nên là ở trên chiến trường.
Vậy Phong Thiên Dực con muốn thế nào? Con muốn sứ mệnh đốt đèn thất tinh lần này nhường cho Thái tử Điện Hạ. Phong Thiên Dực, người muốn làm việc quỷ quái gì? Khởi bẩm sư phụ, đồ đệ không cùng ý với huynh ấy. Chủ ý chỉ là hòa bình, không phải là một chữ nhường. Giả lại, xưa nay có thể làm nghi thức cầu phúc đốt đèn thất tinh trước nay đều là đệ tử ưu tú nhất của tinh thần các. Thái tử Điện Hạ thật danh mà nói, Phong Thiên Dực đã có tấm lòng hòa bình, có ý nhường. Vậy thì để cho Tự Định Quân thắp đèn thất tinh vậy. Mời Thái tử tộc người Tự Định Quân nhật biểu anh kỳ, tu chất thuần mỹ, nhận được giáo huấn từ nhỏ, đức hạnh ôn hòa lương thiện. Hôm nay thay mặt cho trên dưới tinh thần các thắp đèn thất tinh cầu phúc cho thế giới Lăng Châu, cầu mong mưa thuận gió hòa, hòa bình hai tộc bền vững. Treo đèn thất tinh lại. Sư phụ, đèn thất tinh vẫn là quái thú của tinh thần cát. Nếu mà tùy tiện phá hủy như vậy, thật sự đáng tiếc. Là đệ tử xem xét không chu đáo, xin sư phụ trách phạt. Thái tử Điện Hạ quá lời rồi. Học trò luôn được lựa chọn chăm đèn thất tinh, tài năng và hành xử thuận theo ý trời mới có thể cảm động thần tiên phù hộ Lăng Châu. Thái tử Điện Hạ nếu tự nhận bản thân mình thiếu sót, thế thì người thực sự thiếu sót phải là ta. Việc này thực sự phải trách đệ tử. Nếu không thì thiên nhan không phục việc xảy ra lần này. Bây giờ cứ tiếp tục truy cứu, thiên nhan thỉnh xin sư phụ trách phạt mình. Phong Thiên Dực có mặc dù là hoàng đế tộc Vũ, nhưng ở trong tinh thần cát của ta cũng chỉ là một đồ đệ bình thường. Chính là cho con nhìn thấy lão thiên không thể có sai sót. Tất cả là do sự ngu dại của đồ đệ, thỉnh sư phụ trách phạt. Thỉnh sư phụ trách tội. Nếu đã như vậy thì ta cho các ngươi thỏa mãn. Sư tố, ngươi nói xem ta đến khi nào mới có thể gặp được Định Quân ca ca đây? Đúng rồi, chúng ta chính là đi tinh thần cá. Quỳnh ấy không đến thăm ta, chúng ta đi thăm anh ấy. Đi thôi. Quy củ của Lăng Châu từ khi nào đã thay đổi rồi? Thái tử tộc người nhìn thấy hoàng đế tộc Vũ có thể không cần hành lễ sao? Quy củ không thay đổi. Nhưng Lăng Châu có ai mà không biết thái tử ta danh phó kỳ thực. Bệ hạ, người không phải cũng cần có chút đa lễ. Hôm nay nếu không phải do ấn trì ngăn lại thì thân phận thái tử của ngươi bị hủy hoại rồi. Thất tinh đang hư hoại chính là hòa bình giữa hai tộc. Hòa bình? Thì ra người đến đây là vì việc khác. Chẳng qua sư phụ chẳng tính toán làm gì, người cho rằng có thể đạt được mục đích gì chứ? Tiêu biểu như khởi binh tộc Vũ, ngươi có quyền lực này không? Từ đầu đến giờ chẳng qua là đền bù những trò mèo tự mình bày ra.
Tưởng rằng lính thủ thành không cho ta vào, ta sẽ không vào được hả? Đình quân ca ca, đợi muội. Muội sắp đến rồi. Phù Ngọc Linh có thần thú canh giữ, làm sao có thể vào được đây? Quynh, Quynh thật tuấn tú. Cô nương là... Bên đó có người, mau qua xem. Cô tìm cái gì? Quynh không xem sách tranh hả? Giống như mỹ thiếu nữ như muội trước khi bị bắt, đều sẽ phát hiện một cái hang động nào đó, sau đó núp vào trong đó. Tìm sơn động không bằng tự giúp mình. Hắn ta phục sức đẹp đẽ, có lẽ là trong tinh thần khác có chút địa gì. Ở đây thực sự có một hang động. Không thể nào. Cô như vậy là muốn làm gì? Bản cô nương có thể thoát thân hay không chính là dựa vào Quynh đấy. Ta vốn dĩ đã nghĩ ra cách giúp cô, nhưng mà không nghĩ được cô lại làm đến mức này. Ai bảo Quynh không sớm nói ra? Hiện tại vẫn chưa muộn. Phong Thiên Vật, ở đâu có người xâm nhập? Quynh có nhìn thấy không? Tộc người thật nhiều chuyện. Không nhìn thấy bản dương đang bận rộn hả? Nếu vậy thì làm phiền rồi, cáo từ. Quynh thật bỉ ổi. Nếu không phải ta giúp cô chính bị hai người đó bắt đi rồi đấy. Việc tự tiện xâm nhập khu vực cấm tinh thần cát có biết vô cùng nghiêm trọng không? Ta không có tự tiện xâm nhập. Ta là đến làm công vụ. Cô công vụ gì? Cô sợ bọn họ làm gì? Nói xem, có người nào làm công vụ mà từ trên trời rơi xuống không? Ta không nói với Quynh. Đợi chút, ta vừa rồi cứu cô, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Quynh định được voi đòi tiên nha. Quynh không phải là cưỡng hôn ta hả? Vừa rồi là ai vừa khen ta tuấn tú vậy? Có tuấn tú cũng không bằng Đình Quân ca ca. Cô quen Tử Đình Quân à? Cô với hắn ta có quan hệ gì? Tình cảm ca ca. Quynh không phải quản. Quynh cũng biết Tử Đình Quân sao? Vậy Quynh có thể đưa muội đi tìm Quynh ấy không? Muốn tìm Tử Đình Quân? Đương nhiên có thể. Con người của ta thích nhất là giúp người. Ở lại tinh thần cát 2 ngày, mỗi năm một lần trận đấu lớn thu hoạch kính hoa. Ta Đình Quân đến lúc đó nhất định cũng ở trên trận đấu. Ta sẽ đưa muội đi lẫn vào đó. Thật chứ? Móc ngoéo. Muội có thể tin Quân không? Một chút nữa chính là vẫn còn nụ hôn muội vừa rồi. Quynh, việc vừa rồi không được nói cho người khác biết. Mau, mau chút. Mau chút, mình nhất định phải vượt qua khảo nghiệm. Đừng đổi biến, mau tham gia vào hội Thanh Anh. Mau chút. Tốt, thật lợi hại, vô cùng lợi hại, quá lợi hại.
Ngưng lại. Tên ngươi là gì? Vũ. Vũ Hoàng Chân. Vào đây nói. Tham kiến Vũ Hoàng Điện Hạ. Nói xem, lý do gì muốn tham gia hội Thanh Anh? Bởi vì ngưỡng mộ Điện Hạ cao quý và uy nghiêm. Cũng bởi vì người xuất thân từ Thanh Anh hội đều là người ưu tú nhất. Bịa đặt, kéo ra. Không, đừng. Tôi nói thật, mà. Bởi vì Vũ gia rất nghèo, không có ai xem trọng tôi. Nếu không có tiền đồ, nương của tôi có lẽ bị người ta bắt nạt cả đời. Xin bệ hạ cho tôi một cơ hội. Cơ hội của Vũ Hoàng cũng không thể tự tiện cho. Chỉ cần bệ hạ chấp thuận, tôi đều vì điện hạ làm bất cứ điều gì. Như vậy thì ấm hơn nhiều rồi. Thật không biết Định Quân ca ca làm sao có thể lưu lại nơi này. Muốn làm gì vậy? Làm gì thế? Ta ở đây là đang cứu muội. Ở đây là cấm địa của Tinh Thần Các, là cấm đốt lửa. Kim Tự Các các huynh quy củ nhiều như thế, giả lại vì sao mỗi người các huynh hại người khác đều nói là cứu người? Điện hạ, nếu mà hại muội, vậy thật sự là vinh hạnh của cô. Điện hạ, huynh nói là phong thiên vật hả? Thật sự vẫn có chút lai lịch, nhưng mà địa vị có cao hơn vẫn là cặn bã. Vậy quân ấy gọi ngươi đến đây làm gì? Có phải là đưa tôi đi gặp Định Quân ca ca không? Cho cô. Cái này là gì? Cái này là quý tộc cao cấp tập võ mới có linh dược Thiên Không Thảo. Uống nó vào có thể ở trong công phu tốc độ siêu phàm. Ngày mai là trận đấu lớn thu hoạch kính hoa, nhất định là vô cùng khó khăn. Cô nếu mà uống nó, chính là có thể nổi bật xuất chúng, gặp được tự Định Quân. Tốt như vậy. Không đúng. Phong thiên vật lẽ nào không hạ độc? Uống hay không là tùy cô. Thôi, ta tin Quynh. Dù sao muội bây giờ cũng là cùng đường bí lối. Vậy ngày 3 giờ này tôi sẽ đến tìm cô. Tôi đi đây. Quynh tên gì? Không quan trọng. Tôi chẳng qua chỉ là con chó của Điện Hạ. Nhưng Quynh rõ ràng là người mà, tại sao lại tự gọi mình là chó? Có phải là Phong Thiên Vật bắt nạt Quynh? Không có. Tôi tên Vũ Hoàng Chân. Trước mấy ngày đại thi đấu thu hoạch kính nha, Phong Thiên Vật biểu hiện tốt nhất, đoạt được hội kính nhiều nhất. Nhưng mà ngoài ra, bạn cùng đội của con tranh đấu hỗn loạn, hội kính không phải là làm dở, chính là bị đối phương cướp mất. Nhìn lại tự Định Quân, hội kính con hái được không phải là nhiều nhất, nhưng mà các thành viên trong đội giúp đỡ lẫn nhau, công thủ minh xác. Lúc kết thúc trận đấu, bán kính đội các con có được trái lại là nhiều nhất. Các vị đều là học viên học tại Tinh Thần Các, cũng đều là long phượng trong nhân gian. Phàm người có địa vị cao chính là hiểu được dụng người lương thiện, phải hiểu được mượn oai, nhất thiết không được khăng khăng cố chấp, tốc độ siêu thường, kẻ thất phu. Cũng không có gì thay đổi. Đừng vội, chút nữa sẽ thấy hiệu quả. Ám khí này của Quynh là gì vậy? Cái này là tôi tự làm, gọi là lưu quang phi hoàng. Quynh giúp muội đột kích nhóm thủ vệ, những việc còn lại phải dựa vào bản thân muội rồi. Được. Sao rồi,
Có phản ứng rồi hả? Đi đi. Làm việc đơn giản như vậy chính là có thể gia nhập Thanh Anh Hội. Cô nương này có thể bị nguy hiểm không? Linh Nhi, em vì sao lại ở đây? Đình Quân ca ca, cô là ai? Tao gan tự tiện xâm nhập cấm địa. Sư phụ, đừng ngăn cản con. Láo xược. Linh Nhi, có chuyện gì vậy? A Quảng này từ đâu đến? Sư phụ, mở miệng là Linh Nhi. Quan hệ của A Quảng này với người thật không bình thường. Chính là Quynh. Các dư, chính Quynh ấy hại con. Là Quynh ấy mang con vào đây ngậm máu phun người. Ta luôn nghe lời sư phụ giáo huấn, đâu có thời gian mang người vào đây. Giả lại, ngươi có biết ta là ai không? Ta đường đường hoàng đế tộc Vũ, quen biết ngươi sao? Ngươi chẳng qua muốn quan hệ thân thiết với ta. Dừng tay. Bảo vệ ta như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là đứng đằng sau xúi dục? Ngươi đừng ngậm máu phun người, im hết cho ta. Đình Quân, ta tin tưởng ngươi không làm việc này. Đến mức vì cô nương này đường không rõ xâm nhập cấm địa, điều tra kỹ càng báo lại cho ta. Dân Đình Quân ca ca, đi. Đình Quân ca ca, ta bị quan mà. Cô ta đối với ngươi tình cảm không phải. Không ngờ bản thân ngươi có đủ năng lực thoát thân. Cho dù cô ta có bán đứng ta, xem ra thái tử Hòa Nhã chẳng qua chỉ có thế thôi. Ta quyết không để Linh Nhi bị bất cứ người khác làm tổn thương. Thứ mà Phong Thiên Vật ta muốn có được, không có gì ta không thể. Bệ hạ, làm sao? Làm giặc chột dạ. Bệ hạ, nô tài thật sự không ngờ tới, suy nghĩ đến, có phải là không nên nhận lời ta làm rồi không? Nô tài, thế gian này không có gì là miễn phí. Ngươi muốn đạt được cái gì? Trước tiên ngươi phải bỏ ra nhiều hơn. Vũ Hoàng Chân, ngươi bây giờ đã là người của Thanh Anh Hội rồi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng mà với cô nương là vô tội. Vì vậy ngươi phải cứu cô ta ra. Cô ta sớm muộn phải khai ra nô tài. Nô tài lo rằng liên lụy đến cô ta vô căn cứ, lời nói không đáng tin. Nhìn ta xem, ngươi cuối cùng là lo lắng liên lụy ta hay là lo lắng Di Phục Linh? Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, thế gian này người quá lương thiện sẽ không có kết quả tốt đâu. Tạ ơn bệ hạ chỉ bảo. Vũ Hoàng Chân à, Vũ Hoàng Chân, mày thật sự phải là một con chó sao? Đình Quân ca ca, Đình Quân ca ca, Linh Nhi, Đình Quân ca ca, là Quynh không tốt khiến muội bị quan ức. Không phải, Quynh lại không biết xảy ra việc gì, nhất định là Phong Thiên Vật phá rồi. Nếu mà chỉ đối phó với Quynh ấy cũng là một chút xa vời. Quynh đoán hắn nhất định không thể nói bí mật cho ai. Bất quá muội yên tâm, vô luận thế nào Quynh cũng sẽ cứu muội ra khỏi đây. Muội tin Quynh. Đình Quân ca ca, từ nhỏ đến lớn, người muội tin tưởng nhất chính là Quynh. Vậy đừng khóc nữa có được không? Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ tìm người chăm sóc cho muội.